chống Mỹ thì vai trò của người phụ nữ góp phần tái vẻ làm nên chiến thắng. Chị em phụ nữ khi đó chỉ độ tuổi 18 đôi mươi đã sẵn sàng rời nhà lên đường nhận nhiệm vụ như tiếp lương, tải gạo, cứu thương, nuôi quân và chở đò đưa bộ đội qua sông. Hình ảnh của những nữ thanh niên xung phong đã đi vào rất nhiều thơ ca và nhạc họa. Đáng kể nhất phải kể đến ca khúc Qua sông của nhạc sĩ trẻ Phạm Minh Tuấn sáng tác khi anh mới 21 tuổi. Và những cô ba Sài Gòn chúng ta bây giờ lại hóa thân thành cô bảy Nam Bộ, nữ thanh niên xung phong, và họ như là những con kỳ trong đội bóng liên tục. Nhưng mà tôi phải khâm phục tất cả các chị, xin kính mời trở lại sân khấu của hội của ban văn nghệ hội phụ nữ tại tổ chức Sơn La. Xin kính mời các chị bài hát Qua sông tốt cả.